chào các bạn. Làm thế nào để chúng ta có thể phân chia nhóm, quản lý nhóm trong Microsoft Teams? Hãy cùng mình tìm hiểu trong video này nhé. Video này mình sẽ đề cập đến các nội dung sau. Thứ nhất là cách chia nhóm, chỉ định học sinh vào nhóm. Thứ hai là cách thiết lập về thời gian thảo luận, theo dõi và quan sát các bạn thảo luận như thế nào. Chúng ta hãy cùng bắt đầu nhé. Một lưu ý đầu tiên đó là chỉ những người nào mà tổ chức lớp học thì mới có thể thực hiện cái chức năng chia nhóm các bạn nhé. Còn đối với khi lớp học mà có số người tham dự là trên 300 người thì cái tính năng chia nhóm sẽ không khả dụng. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào nội dung đầu tiên, đó là cách chia nhóm, chỉ định học sinh vào nhóm. Đương nhiên, bước 1 là chúng ta sẽ bắt đầu cuộc họp. Và trên giao diện Microsoft Teams, bạn hãy chuồn nhấn chuột vào biểu tượng chia nhóm. Chỗ này bạn sẽ chọn số nhóm cần chia và ở đây xin lưu ý là tối đa sẽ được 50 nhóm. Bên dưới sẽ có hai tùy chọn và chúng ta sẽ có hai cách để chúng ta chia nhóm. Chúng ta có thể chia theo tự động là Microsoft Teams sẽ tự động chia ngẫu nhiên các thành viên vào nhóm khác nhau. Còn theo cách thủ công là giáo viên sẽ chỉ định từng học sinh vào nhóm một cách thủ công. Ở đây mình sẽ chọn là theo cách thủ công. Tiếp theo chúng ta sẽ nhấn vào mục tạo phòng. Ví dụ mình sẽ chia 5 học sinh vào một nhóm như thế này và trên file Excel mình đã để danh sách các nhóm. Bạn có thể tích chọn danh sách 5 học sinh này trên giao diện Microsoft Teams, sau đó gán số phòng hoặc là chúng ta có thể chọn và gán từng học sinh trong cái hộp kiểm bên cạnh. Khi mà chúng ta gán xong thì các bạn sẽ thấy từng học sinh sẽ hiển thị số phòng tương ứng, bạn sẽ kiểm tra một lần nữa, sau đó là chúng ta sẽ nhấn vào nút chuyển. Bạn sẽ lặp lại thao tác này và gán các học sinh khác vào phòng theo phân công. Và đến cuối cùng, nếu còn sót lại học sinh nào hoặc có học sinh nào vào muộn, thì bạn sẽ thấy trong phần danh sách sẽ hiển thị tên học sinh đó. Ta sẽ nhấn vào nút phân công người tham gia để chỉ định nhóm cho cái người học sinh mới vào hoặc là còn sót lại. Tiếp theo, ta sẽ đi đến phần nội dung đó là đổi tên nhóm và xóa nhóm, thêm nhóm. Để đổi tên nhóm, ta sẽ chọn vào dấu 3 chấm và chọn đổi tên. Bạn sẽ nhập tên mới và nhấn vào xác nhận. Hoặc ta có thể xóa nhóm bằng cách chúng ta nhấn vào mục này. Hoặc giáo viên đều có thể là thêm nhóm mới bằng cách nhấn vào dấu cộng, sau đó thêm học sinh vào cái nhóm mới này. Như vậy là xong. Nội dung thứ ba là chúng ta thiết lập thời gian về thảo luận nhóm. Tại đây thì giáo viên sẽ nhấn vào phần cài đặt. Nếu như giáo viên thiết lập 20 phút thảo luận thì bạn sẽ nhấn vào nội dung mục giờ sẽ là 0 và số phút sẽ là 20. Sau đó chúng ta sẽ nhấn nút trở về để quay ra. Và khi hết giờ, lưu ý là khi hết giờ thì các phòng sẽ tự động đóng lại. Sau khi chúng ta đã thiết lập xong rồi, chúng ta sẽ bắt đầu mở nhóm để thảo luận. Trước khi các bạn mở phòng hoặc mở nhóm, thì hãy đảm bảo rằng bạn đã giao nhiệm vụ đầy đủ cho các nhóm. Khi này chúng ta sẽ nhấn vào nút mở phòng và bạn sẽ thấy trạng thái của các phòng từ đã đóng chuyển sang mở. Lúc này, các học sinh sẽ tự động chuyển sang phòng đã được chỉ định mà không cần phải làm bất cứ một cái hành động gì. Còn lại thì lúc này chỉ có giáo viên ở trong phòng chính. Khi này giáo viên nói, học sinh sẽ không nghe thấy các bạn nhé. Các nhóm sẽ phát biểu độc lập và trao đổi độc lập với nhau. Hay các bạn có thể nhắn tin. Khi mà nhắn tin thì chỉ thành viên trong nhóm mới thấy hoặc mà mới nghe được. Còn các nhóm khác sẽ không thể xem của nhau được nhé. Bây giờ chúng ta có thể theo dõi và quan sát các nhóm. Bạn có thể đi vào từng nhóm để chúng ta lắng nghe, quan sát các nhóm trao đổi với nhau như thế nào, có tích cực hay không và chúng ta sẽ nhắc nhở, hướng dẫn ngay khi cần. Bạn có thể thấy các thông báo tin nhắn chat của học sinh trong từng nhóm ở dưới góc này. Tuy nhiên thì các nhóm sẽ chỉ nhìn thấy tin nhắn chat của các bạn trong nhóm mà thôi, chứ không thể nhìn thấy được của nhóm khác.
Giáo viên thì sẽ có quyền truy nhập vào tất cả các cuộc trò chuyện trong nhóm và có thể quan sát tất cả các cái hoạt động ở cái giao diện này. Giáo viên và học sinh đều có thể truy cập vào những tài liệu, tập tin, lịch sử tin nhắn chat được chia sẻ trong nhóm ngay trong khi mà họ nhóm đang hoạt động hoặc là sau khi nhóm đã đóng. Vậy thì trong cái tình huống mà chúng ta muốn giáo viên muốn gửi thông báo chung đúng không ạ, tới tất cả các nhóm thì sao? Chúng ta sẽ nhấn vào cái biểu tượng loa ở đây và chúng ta soạn thảo và chúng ta sẽ gửi đi. Thì khi đó thì tất cả các thành viên trong các nhóm khi đó các thành viên trong nhóm thì các nhóm đều nhận được. Nếu như chúng ta muốn dừng việc thảo luận của từng nhóm thì bạn có thể di chuyển tới cái nút ba chấm ở đây và chọn đóng phòng. Hoặc chúng ta có thể đóng tất cả bằng cách chúng ta nhấn vào mục đóng. Khi này học sinh sẽ tự động rời khỏi nhóm và về phòng chính. Sau khi mà chúng ta quay lại phòng chính thì các bạn có thể giáo viên có thể mời đại diện của một nhóm. Chúng ta trình bày cái nội dung mà nhóm đã thuyết trình cho cả lớp nghe. Rồi chúng ta lưu ý rằng là khi mà chúng ta thiết lập nhóm ở đây ấy, thì những cái buổi học sau thì các thiết lập nhóm này nó vẫn mặc định giữ nguyên như vậy, và nếu như trừ khi là giáo viên điều chỉnh lại thời gian thảo luận này hoặc là chúng ta xóa nhóm hoặc chúng ta gán lại học sinh trong từng nhóm mà thôi. Ngoài ra chúng ta thấy trong phần cài đặt của nhóm chúng ta sẽ có hai tùy chọn cơ bản sau. Tùy chọn thứ nhất là tự động chuyển người tham gia vào phòng họp. Hiện tại nó đã mặc định là nó sẽ bật chức năng này, có nghĩa khi mà chúng ta nhấn nút mở phòng, tự động các thành viên trong các nhóm sẽ vào cái nhóm của chính mình đã được gán. Còn nếu như bây giờ chúng ta tắt cái chức năng này, thì nếu như mà khi mà chúng ta mở phòng, thì các nhóm sẽ nhận được, các thành viên sẽ nhận được một cái tin nhắn là tham gia vào cái phòng đó. Và khi đó sinh viên nhấn vào chữ tham gia, thì khi đó là mới vào được. Còn cái tùy chọn thứ hai là người tham gia có thể trở lại cuộc họp chính, thì ở đây hiện tại nó đang là tắt. Nếu như bạn bật cái chức năng này lên thì có nghĩa là các học sinh ở trong nhóm đều có thể là quay ra cái cuộc họp chính của mình mà không, khi mà trong nhóm vẫn đang hoạt động thì cái chức năng này thì mình sẽ nên là mình tắt đi. Như vậy là mình vừa hướng dẫn cho các bạn cách chúng ta chia nhóm và quản lý nhóm khi dạy học trên Microsoft Teams. Hy vọng sẽ giúp ích phần nào đó cho các bạn. Nếu các bạn thấy hay, đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh để mỗi khi mình ra một video mới thì bạn sẽ nhận được thông báo sớm nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!